Ui trời ơi. Bệnh chết luôn cô ơi, con thấy gì mà mũi bay từ lưa đây hết vậy? Mũi thì chứ mà chị cho nó hết rồi, mai đi xuống chợ mua. Chú chê ở đâu dưới giờ trước vậy mà thấy cái gì mà bao bị một nùi đó vậy, sao có bị bao? Cô chừng rắn rồi nó ở trong đây á. Rắn đồ không có đâu. Có chùa còn có đó. Đường nữa con mèo nuôi đó. Giờ đâu? Đêm hơn giờ yên ngủ được á. Chụp cái này chuột sao nó ở thôi để thiệt luôn á. Cái cửa bị hở cái cục đây nè. Nói chung vô có mèo nó đi hết ở đâu còn con nào đâu. Ôi trời ơi. Rồi tới giờ nằm ngủ im đó. Thôi cô chọn mấy cái này vô đi. Còn thịt kia thì kho đi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Bỏ mấy cái này vô bao. À đúng rồi, bà bỏ vô bao đi. Rồi còn mấy cái chai đồ nè, cô sao không bán bớt đi. Cái ừ. Chai mấy cái chai nhựa mẹ. Nhựa chứ con cháu nó đi nó gặp nó lụm hết vậy nó vào bao kìa. Đó nó vào. Rồi tiếp tục quay lại hồn nhà của bà cô Cảnh á. Nhà mà kêu là huyền thoại á. Thì cái kia cũng mới vừa truyền nước xong, tranh thủ đi gửi lại cho hồn Cảnh. Kêu là em ảnh đó. Nói rét không. Ui dạ. Không biết giờ tới không biết có cổ trong nhà hay không. Ui dạ. Ý dạ, ý. Rồi thì kêu cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân Hiền Trang. Nè, có nhè không? Đây là 40 cái trứng nè. Rồi, ở tí kia xách. Gẹo, mắm, muối, đường, bột ngọt. Đây là 40 cái trứng gà nè. Xách dùm vô cho con đi. Đây, 10 ký gạo. Đây, xách dùm vô đi. Xong rồi con đó con. Nên biết rồi nó có đi học không? Đi học chẳng là con. Đi học không? Đi học mấy bữa đi lâu cả tuần rồi chứ. Lâu giờ có nghỉ đâu không? Đi không biết á. Hả? Lâu giờ có cho nó nghỉ không? Không. Đúng rồi, phải cho đi học. Nó học mẫu giáo mà. Rồi. Mẹ nó gì á? Cái còn phải nó học lớp 1, 2 nó lên mất bài học. Chán con nhỏ ngủ chưa đẻ, nó đé như đá banh vậy. Nó mẹ, ngoại ơi, đừng có kêu mẹ con vừa nữa nha. Mẹ mày tự gì cho ai kêu. Rồi đi vô. Đây ngôi nhà thần thánh của cô đây. Nó tùm dữ cô. Gì mà bạc mấy biết. Mấy bạc cái tối bố có dọn cái đốt cái bao lúa tôi. Không có gà ăn bố dưới đất mốt một cái. Bả đem chắc cái đổ trơn cái đốt có. Cái đốt sạch trơn có còn gì nữa đâu. Ui. Cái chợ chuyện gái tôi kia chỉ về hỏi chi là cái mùng chỉ cũng xin rồi. Đây mày cho ông tên mày thì mày cha. Đây từ từ đó con đổ đây nha. Cái gì vậy nữa? Đây là thịt heo, cái rử thịt heo thịt đùi á. Đây là xì dầu nè. Muối nè. Xì dầu là mừng cho ông cha muối ở giờ chắc đóng đóng rồi kìa. Muối nè, bột ngọt nè. Bột ngọt có con gái gì vậy ăn chứ tôi không ăn. Mắm nè. Nước mắm hay nước tương nè, đường nè. Đây nước gì? Nước tương á. Đây cái beo nè. Đây cô Mạnh Thường Quân của Hiền Trang á gửi lại cho cô á. Nè, cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Con biết đi học rồi không? Biết đi học rồi. Giờ mở cái nằm tới ngủ. Cái nghe kêu hả? Nếu có 4 giờ mới lên đón giờ lận. Thì đúng rồi, học phải 4 giờ chứ. Cho mẹ nó giờ nó ghét á, nó ngoại ơi ngoại đừng kêu mẹ cũng giờ. Hồi bữa lãnh tiền điện. Ôi trẻ cái tờ giấy đóng tiền điện để ăn cắp chè nè. Trời ơi đây số này nó ép không. Áo quần ở bên mặt tờ tiền điện cắp chỉ. Cái nhà mày ghê phải nó sống gần thấy cái nhà. Hai mẹ con chiêu môn ăn cắp. Bữa tôi lãnh gạo ở dưới kia người ta cho. Ui
bốn bao to hơn ở đây lấy hết luôn. Sao phụ ăn cậu y như cũ không cậu? Vì nước non gì tùm lum trong kia, mũi nó cắn rồi sao? Mũi có chai thuốc diệt mũi thiệt chứ. Mua chai chai thuốc diệt mũi tăng 100 ngàn, mua với nhỏ 50 ngàn, chai lớn 100 ngàn á. Rồi chai đây nè. Mấy bữa này có đi chợ cho nó ăn thịt dầu không à? Không thịt dầu không hả? Vừa đỡ cái nhà này mau á. Đây, đầy đủ hết. Hay thì tao cho lớn như vậy đi là nhà nó ăn cắp. Ui, tao đứng vô coi thử cái nhà đi. Ui, trời ơi. Bệnh chết luôn cô ơi, con thấy gì mà mũi bay từ lưa đây hết vậy? Mũi mũi chứ mà chị chứ. Mất hết rồi, giờ mai. Mai đi xuống chợ mua. Chú chê ở đâu dưới về trước kìa mà thấy cái gì mà bao bị một nùi đó vậy? Sao có bị bao? Cô trừng rắn rồi nó ở trong đây á. Rắn rồi không có rồi. Các chùa còn có á. Được con mềm vui lắm. Đêm hôm giờ im ngủ được á. Chuột cái này chuột thôi nó ở thôi để thèm luôn á. Cái cửa bị hở cái cục đây nè. Nó chung vô có mềm nó đi hết ở đâu còn con nào đâu. Ôi trời ơi. Rồi tới giờ nằm ngủ im đó. Thôi cô chọn mấy cái này vô đi. Còn thịt kia thì kho đi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Bỏ mấy cái này vô con beo. À đúng rồi, bà bỏ vô con beo đi. Rồi còn mấy cái chai đồ nè, cô sao không bán bớt đi? Cái ừ. Chai, mấy cái chai nhựa mẹ. Nhựa cho con cháu nó đi, nó gặp nó lụm hết gì, nó vào bao kìa. Đó, nó vào bao. Ừ, đúng rồi, đó, đó ta phải bỏ trong bao như vậy á, đừng có bỏ như thế này, như thế này là nó... Bỏ đó, bây giờ con mở cái con nằm này chứ. Cô phải gọi dọn, đúng rồi, có cái bao phải bỏ vào trong bao vậy cho nó gọn. Nó bỏ dồn đỡ bán à. Vì mà từ lưa ở đây hết. Cô hai bao bao bán như bán như chai thì cháu nó lụm mình phải chịu chứ. Luyện là nó le. Bé đâu có nhiều tiền đâu, lụm lon á, có nhiều tiền. Giờ lâu giờ là đi học không, sao nó nghỉ? Vâng. Đúng rồi, phải cho đi học con chứ. Bữa học trở một chút mà mẹ gì hả, giá nó quýnh như vậy. Là bữa đi lãnh tiền điện, đi mau nó trở. Bà khùng. Nó kêu bà khùng, biết chừng nó ra thấy lãnh tiền trong. Quại ơi, con thèm bánh xốp lắm quại à. Mày mua cho con mà, trịnh lại hay lắm. Bữa đó là xin về sớm đó, lên xin cô về sớm đó đi lãnh tiền điện cho mình lãnh về tối á, rồi không có ai đón nữa. Cái nó đi biểu đi cho mong nè, chở tàu nha. Để có 2 giờ chiều mà 3 giờ mình lên là 2 giờ đi ra trẻ lãnh rồi. Hớ nó đi nó chửi khùng. Rồi lấy tiền xong bắt đầu nó định. Quại ơi quại, con tiền bánh xốp phải mua cho con nha. Ủa mày chửi nó không? Đâu có, con đâu có chửi con chửi. Cái lon này nè cô, xong rồi gom lại bỏ trong bao y xì đúng rồi. Ta ăn Tết rồi cho nó hoành tráng, gần tới Tết rồi còn tháng nữa à. Ờ, đó chứ, nhà mình ăn cái gì đâu. Tết rồi dọn cho sạch sỉ chứ, xong rồi... Dọn vậy thôi chứ còn con... Đúng rồi không, chủ yếu dọn vậy cho sạch sỉ chứ. Tụi nó ở hết thì còn nó không có về tới đây đâu. Điện ông con trai xin lấy chồng. Điện biết ông mất mấy bữa ông nói với chuyện á. À, chứ mà má giờ cái gì phải điện tao hoài vậy? Đó, đâu có con nợ phải điện. Chú, chê. Nó mẹ điện ổng làm chi bà, ổng hỏi con. Ủa tao điện nó mắc mắc thôi. Còn chứ. Còn đây có cái bóng đèn đó hả cô? Ừ, ở dưới kia bóng nữa chứ. Hả? Ở dưới cái bóng này nấu ăn gì đó. Mày thấy tối ôm mày. Tại ban ngày mình tắt chứ, đỡ gì tiền điện đâu chịu nổi. À. Thì cái nắng thì điện nó cũng ăn cắt bợ nè. Chỗ này không biết ăn cơm chỗ nào trời. Ngồi trước đi ăn cơm mượn. Ngồi nhà ăn nữa. Nhà ngồi chỗ nào đâu con. Vậy mà đây là dọn. Trời ơi. Nó đi giờ mở rồi bỏ luôn. Chứ dọn đây luôn đây ăn nha. Chứ cậu biết dọn hết ăn nha. Giờ ăn về đây cho nó trống trải nè. Nó bệnh chỗ đó nó bệnh chết á. Vậy đó. Mũi cắn. Trời ơi trước đây mà mũi gì á. Trong đó mới mũi cho trước đây mà. Trước đó mũi á. Đây. Mất mấy trà gì trước. Nằm đây chưa bao giờ nó có mũi đâu. Ôi trời ơi. Nè. Mở nhà kho bỏ vô. Đây mì nữa nè. Đây là mì nè. Thùng mì nè. Căn nhà thần thánh của cô đây. Béo bị đồ. Úi trời. Chị bỏ rồi chứ chị quan đây. Chị khắp đi về chị đụng vô. Chú còn cái thâu gì chứ sao cái nước gì em nói cô mẹ tiên thu tiên thích đi. Nước mưa đợn đá nè. Chú chê lan quăng quế trời lan quăng luôn kìa.
Thì con cháu với mẹ nó về đi rửa thọc tay rửa nó. Lăng quăng không? Ở đó mình đâu có xài đâu. Xanh mũi chứ, lăng quăng nó xanh mũi chứ. Dạ, con lăng quăng nó xanh mũi hả? Dạ, con lăng quăng nó xanh ra mũi, trời ơi. Đó kìa, thấy ông trong đó một đống thấy chưa? Đúng rồi, cho đỡ là nó xanh mũi đây nó cắn nữa. Tính lên sáng thì xuống mua cá cho nó ăn. Rồi cá trong cái nhà này nấu xong cái hai bữa bắt đầu ngày nào cũng hâm nó cũng thiêu quá. Hâm sao thiếu? Hâm biết nó nóng ta. Nóng rồi cơm à, sáng giờ nó nóng rồi. Không hâm nó mới thiêu chứ hâm sao thiêu được. Nè biết ghê kia chứ phải nấu lửa à. Rồi mà chứ con lát chạy xuống cái vỡ nó dùng vỡ ra thiệt nhanh này đổ nước ra. Nước mùa hôi nó tiêm xuống hả? Nhấn ảnh luôn. Thở không nở luôn. Sáng dạ thì sớm rồi đi. Rồi chiều 4 giờ lên rước về tôi mệt ơi mệt. Đó con Mỹ nhà nó đúng chết nó luôn. Nó nói đuổi chiều Mỹ gì vậy. Ui dạ. Cái chai chẳng lấy là cồn hay khi có cái beo kìa. Đây cái beo. Beo đó xong rồi lụm tê lụm về xong rồi tê bỏ vô tê dồn lại gì mà bỏ từ lưa đi tê dọn để tê ăn tết rồi đi cho nó hoành tráng chứ. Ai ăn cắp sớm này ai đâu ăn cắp không có biết không em ở đây rồi biết cái nhà bên đây nè, tụi em muốn chóng cái nhà, cái con đó biết bao nhiêu thằng chồng nó thành ở nhỏ đó, còn sàn có cái cô, rồi cái đi biển về sai đó, đi chở nước, chở nước rồi sai nó tóc nhà nó cô chặt tao rồi, còn về đây, rồi đây cây cối tùm rồi sao cô không chặt đồ đi bớt đi, đây con về đây. Ừ. Trời ơi, chặt mà mình có sống rồi đi đâu, ơi, trời, có xung quanh nè, nó không vừa nó làm không, còn trước nè. Ui trời ơi, như cái đám rừng Amazon này. Cái chỗ dây điện á. Tôi chặt tôi khác cho nó trống dây điện tôi thôi chứ còn cái gì nó làm. Có gạo, có nước, đứa này gì, xin đứa kia. Tôi chặt cho nó trống, cho nó chảy rồi, cho nó thoáng mát rồi chứ. Chặt không nổi đâu còn không. Tôi đã bị bức ép, tôi làm đỡ mệt xỉu rồi sao. Ai gì nước gì đây hay gì đây mà đụng tùm lum đây vậy. Nước á. Ui dạ. Nè tôi chỉ chứa nước nhiều thôi chứ có gì đâu. Còn con mèo nó đem nước hay sao. Hôm nay con tới đây con cũng gửi lại phần què của Mạnh Thường Quân Hiền Trang á, gửi lại cho cô. Ừ. Thôi chắc con cũng đi. Bây giờ đây hả? Dạ, giờ đi 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 tiếp nữa cô. Còn mấy chỗ đây á cô dọn cho nó sạch sẽ đi. Bẹt biết rồi nè, cho nó chống chảy rồi lên cho nó thốn cho khôi mũi rồi. Trời ơi. Đây trước rồi tay dọn rồi cỏ rét đồ tê dãy cỏ đồ tay nhổ cỏ đồ đi cho nó thoáng mát chứ. Trời, vô giống như là cái đám rừng luôn á. Đây nè rồi nhà cô nè giờ nhìn vô không khác gì cái đám rừng luôn. Ui đây cái này là cái đường đi vô. Này phía trước đây. Không khác gì cái đám rừng.